và không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Trần Quang Huy, một chàng trai có đôi tay thoăn thoắt và cách trình diễn đầy cuốn hút. Hãy cùng xem anh ấy sẽ mang tiết mục gì đến với 100 giây rực rỡ nhé. Xin chào khán giả chương trình 100 giây rực rỡ. Mình tên là Trần Quang Huy và hiện tại mình là sinh viên trường Học viện Hàng không. Thì mình đã học ở trường được hơn 2 năm rồi và ngành mình đang theo học là quản lý hoạt động bay. Nhưng các bạn biết không, cái đam mê lớn nhất của mình đang theo đuổi đó chính là như các bạn đã thấy thì đam mê lớn nhất của mình đó chính là ảo thuật. Và bộ môn ảo thuật mình theo đuổi thì là ảo thuật đường phố. Là một bộ môn mà chúng ta có thể diễn bất kỳ nơi đâu, chỗ nào chúng ta cũng có thể diễn được. Nhưng mà khuyết điểm của bộ môn này là gì? Đó chính là chúng ta có thể thiếu góc để chúng ta che lúc chúng ta lấy đồ, hoặc là chúng ta sẽ bị mọi người đứng vây quanh lại, khiến chúng ta sẽ mất tự tin hơn. Thì thường để khắc phục rất là dễ, Huy chỉ cần tập luyện nhiều hơn này, ghép những ý tưởng mới, sáng tạo hơn để cho mọi người xem cảm giác có sức hút hơn, thì mọi người sẽ tập trung vào tiết mục đó hơn, là đi khám phá ra tiết mục đó làm kiểu gì. Nó không đơn giản chỉ là một trò lừa bịp đơn thuần dùng bằng những lá bài hay những cái đồ ảo thuật, mà thực chất nó là một bộ môn mà mọi người phải bỏ ra rất rất nhiều thời gian để mà tập, đôi khi đánh đổi cả mạo hiểm chứ. Và mình rất là mong muốn là mình có thể làm được điều gì góp phần cho ảo thuật tiến tới gần khán giả hơn và giúp khán giả thích thú hơn với bộ môn nghệ thuật này. Cũng chính vì lý do đó, thế nên mình đã tham gia chương trình 100 giây rực rỡ và mong các bạn ủng hộ mình thật là nhiều nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Huy sẽ thôi miên mọi người qua cách búng tay. Mọi người có tin không ạ? Búng tay hay bắn tim nhỉ? Bắn tim đi. Bây giờ mọi người hãy tập trung vào chiếc bàn này. Trên bàn Huy đang có 3 quả bóng và 3 chiếc cốc, 1, 2 và 3. Quả bóng đầu tiên Huy đặt lên chiếc cốc đầu tiên. Mọi người có tin chỉ cần bắn tim là quả bóng đi xuống dưới không ạ? Mọi người tập trung nhé. 1, 2, 3 và đã đi xuống dưới rồi. Và mọi người có thắc mắc là tại vì sao quả bóng lại chui được xuống dưới không ạ? Rất là dễ thôi. Bây giờ Huy sẽ làm chậm lại hơn để mọi người tập trung và nhìn nhé. Quả bóng này đặt lên, úp chiếc cốc còn lại lên. Và mọi người có tin xuống dưới chưa ạ? Chắc chắn là xuống rồi. Mọi người ơi, bây giờ làm sao mà để không cần úp chiếc cốc lên mà chúng ta thả quả bóng rơi từ trên rơi xuống, quả bóng vẫn vào. Mọi người có tin là Huy làm được không ạ? Tin thì bắn tim cái nhỉ. Nào, 1, 2, 3. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người có nghĩ rằng chỉ với 3 quả bóng nhỏ như thế này nó cứ đi xuyên hoài nó sẽ không hay đúng không ạ? Thì vậy hôm nay Huy sẽ mang hoa quả lên trên sân khấu của mình nha. Bắn tim, 1, 2 và hoa đâu nhở? Quả có rồi thì hoa đây ạ. Hôm nay thì Huy muốn mượn ảo thuật để kể câu chuyện ước mơ của mình. Và ước mơ của Huy nằm trong chiếc túi nhỏ này. Tại vì sao chiếc túi nhỏ như thế này mà lại chứa đựng một ước mơ to lớn của Huy hả mọi người? Nhưng đối với ảo thuật á, thì chỉ cần một lần chạm tay thôi là Huy có thể chạm đến ước mơ. Mọi người có tin không ạ? 1, 2 và 3. Và ước mơ của Huy á, là được lái chiếc máy bay này. Và muốn lái được chiếc máy bay thì tất nhiên Huy sẽ phải là phi công. Và bây giờ mọi người sẽ được gặp hình tượng anh phi công ngay bây giờ thôi. Tập trung mọi người nhá.
Trời ơi, phi công gì mà đẹp trai quá. Ôi sao chị vui chị cười vậy chị? Sam, em cười gì chị cười đó. Có tuyển phi công không Sam? Nếu mà chiếc máy bay nào mà có phi công thấy mà đẹp trai vậy là em đi hoài luôn á. Trời ơi, lộ liễu vậy luôn á hả Sam? Đẹp trai thiệt mà. Đúng rồi, nhưng mà tài năng không? Tài năng, thầy rất là tài năng. Hồi nãy các bạn khán giả có bất ngờ không ạ? Chắc chắn là em đã phải học cái điều này từ rất là lâu rồi đúng không? Tôi chuẩn bị bài diễn này khoảng tầm được 1 năm rồi. Bài diễn này thì em muốn làm sao mà nhập vai mình được vào là một người phi công như mình mong muốn. Thì em đã lên ý tưởng và em xây dựng và em cứ tập qua tập lại cho đến khi là có cơ hội được trình diễn trên sân khấu. Thì em đã cầm bài diễn mà em mơ ước lên trên sân khấu chương trình 100 giây rực rỡ. Vậy cho chị hỏi là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em là phi công hay là ảo thuật gia? Thì ước mơ lớn nhất cuộc đời của em chắc chắn là phi công rồi. Còn ảo thuật thì là một cái niềm đam mê từ nhỏ của em. Em về ngoại hình là quá bắt mắt rồi. Chị Miu cũng phải coi như là gì vậy? Gì có vui? Gì có vui ở đây vậy? Vui đâu có thích con trai gì đâu. Vui thích mấy người tên Huy lắm. Cái màn thả thính lộ liễu như vậy. Nhưng tôi thích cái điều này. Nhìn Huy ở cái ngoài thấy đẹp trai hơn trong hình nhiều á. Mà càng đứng gần lại càng thấy đẹp trai hơn luôn. Nhưng bây giờ mình dứt cái đẹp trai ra được không? Mình có thể là trở thành Sam của chương trình được không? Anh ơi, em bị cái sắc đẹp đó là mù quáng quá. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ liệu rằng cái sắc đẹp và tài năng đó có chinh phục được với các bạn khán giả mà nãy giờ chưa bấm đèn hay không? Và 10 giây bình chọn cuối cùng của quý vị khán giả bắt đầu. Giây bình chọn đã hết. Vẫn còn hai ngọn đèn sáng. Tất cả các cô gái dưới đây đều rất là hâm mộ và thích anh chàng phi công này. Nhưng riêng em, tại sao em vẫn chưa chọn? Dạ tại em bấm không màng. Cái gì? Em bấm nó không màng. Trời đất ơi. Mà em bấm trong 100 giây đầu hay là 10 giây sau? Dạ 10 giây sau. Em thử bấm đèn lại coi. Nút màu xanh em bấm giữ lâu cho anh coi. Lâu lâu xíu. Đó. Phải đè, phải giữ. Trời lâu. Ơi, phải đè vậy mới ăn. Thôi coi như tính cho em 1 điểm đó, được không? Dạ. Bây giờ em đã bình chọn rồi thì em thích điều gì ở Huy nè? Dạ, đẹp trai. Trời ơi. Thế còn phần trình diễn vừa rồi thì sao hả em? Dạ, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Dạ. Nhưng mà cái đẹp trai với là cái tài năng, cái nào tuyệt vời hơn em? Dạ, tài năng. Tài năng tuyệt vời hơn. Khoan anh, nãy giờ quên hỏi vụ quan trọng. Em có bạn gái chưa? Em có rồi. Có rồi. Có rồi. Hên là cho bình chọn rồi đó. Chứ nói cái câu này mà trước là không có được cái điểm đó đâu. Thiệt buồn hết sức luôn á. Ủa nhưng mà nếu như ta chưa có bạn gái thì em tính làm cái gì? Trời ơi, chưa có bạn gái thì ở đây là sẽ là cơ hội cho rất là nhiều bạn nữ đang có mặt tại trường quay đúng không ạ? Là cái nét buồn của em là buồn cho các bạn trên này đó phải không? Dạ đúng rồi, chứ không phải buồn cho em đâu. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy thì để hỏi bạn nam ở xa xa trên kia kìa. Đèn trên đây có hư hay là quên bấm hay là chưa kịp bấm gì không? Em tên là Khương Bảo, hiện tại em đang là sinh viên. Và đối với phần trình diễn của bạn thì vẫn chưa làm em được thỏa mãn lắm. Em cũng đã thấy nhiều cái tiết mục như bạn rồi. Có nghĩa là Bảo đã từng coi được, đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng được những tiết mục ảo thuật xuất sắc đúng không? Cho nên là cái yêu cầu mình đặt ra hơi cao chút xíu. Nhưng mà không sao cả, bạn đã được 99 khán giả còn lại bình chọn cho bạn thì đây cũng là một con số rất cao rồi. Chúc mừng Huyền. Em cảm ơn mọi người. Em muốn nghe ý kiến từ ban bình luận của mình nè. Cái phần trình diễn của Huy quá xuất sắc. Lúc mà Huy xuất hiện ở cái phần cuối cùng á, anh nghĩ trời thay có bộ đồ sao mà lâu quá vậy. Thấy cái anh kia đi ra anh quơ quơ cái này tưởng đâu là Huy luôn. Chỉ tay lên đây cái du kêu Huy bên này. Quay qua đây thấy quá bất ngờ. Không, chắc chắn là ở đây các bạn khán giả cũng bất ngờ giống như Huy. Nghĩ cái bạn cuối cùng bước ra là Quang Huy đúng không ạ? Ôi sao tưởng được, người ta hai người khác nhau rõ ràng. Không, nhưng mà mọi người ở đây đều nghĩ giống như Huy không luôn không? Là Huy bước ra với cái cây này nghĩ là ủa cái ông này ông thay đồ sao mà lâu quá vậy. Không phải đâu, tại vì trong ánh mắt của Huy thì trai nào cũng giống trai nào. Nhưng mà trong ánh mắt Miu thì khác. Khác đúng. Chứ, khác. Nãy giờ thấy Du rồi. Ủa gì vậy? Du đâu có. Trời vậy đó. Cổ vũ phụ em Sam thôi. Ủa cái gì vậy chị Du? Sao mà có em nữa? Không, chị thấy em hơi phấn khích nên chị ở đây. Không, chị em nhìn lên thấy chị phấn khích quá cho nên là em cũng bị theo. Nói chứ em, phần trình diễn của em thật ra lúc đầu là chị thấy cũng hơi bình thường. Tại vì mấy cái vụ trái cây rồi bông hoa thì chị cũng xem qua nhiều rồi. Nhưng mà tới cái màn mà
biến phi công gì đó. Cái vụ phi công là cái vụ chị thích nè. Làm sao mà em có thể từ dưới đó mà lên được ở trên đây ha? Cái điều đó là chị bất ngờ luôn á. Dạ được ạ. Thực ra là cái phép này người ta gọi là cái phép dịch chuyển tức thời chị. Học khoảng tầm đâu đó 20 năm sẽ được. Nghe nó sai sai ha. Người ta ảo thuật mà hỏi người ta biến sao vậy? Đúng rồi, người ta nói mà... còn gì hấp dẫn nữa. Hai cô này thiệt. Tập cánh năm nó mới ra được có một cái chiêu như vậy. Tại người ta thắc mắc. Tại vì bình thường á, khi mà mình coi những màn ảo thuật ở trên màn ảnh á, chị Du đúng không? Mình luôn đặt những cái dấu chấm hỏi là tại sao họ làm được điều đó. Chị tưởng cắt ghép cho đến hôm nay chị mới được nhìn tận mắt. Bây giờ là người thật việc thật luôn, mình mới tin đúng không chị? Đúng rồi. Mà tận mắt chị nhìn rất là tập trung. Chị nhìn rõ ràng, chị nhìn vô cái khung đó. Chị không có thấy cái bàn chân nào bước ra hết. Nhưng mà không hiểu tại sao lại lên đây được. Thôi bây giờ mình dừng tất cả cái thức âm mưu, hay là dừng những cái phần mà năn nỉ xin những cái coi là cái bí mật lại ở đây được không? Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm của Quang Huy nè. Trong 100 giây đầu tiên, số lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho Quang Huy 90 lượt bình chọn. Trong 10 giây cuối cùng, số lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho Huy là 9 lượt bình chọn. Như vậy tổng số điểm mà quý vị khán giả dành cho Quang Huy 144 điểm.